Cảnh sát cơ động sơ tán người dân mắc kẹt trong mưa lũ ở Đà Nẵng. 50 cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động phối hợp cùng các lực lượng chức năng địa phương đã sơ tán hàng chục người dân, chủ yếu là người già và trẻ em ở phường Hòa Khánh Nam, thành phố Đà Nẵng đến nơi an toàn. Ngày 15 tháng 10, thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an cho hay, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ tại Đà Nẵng, trung đoàn cảnh sát cơ động Trung bộ, đóng quân tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã cử cán bộ tới phường Hòa Khánh Nam để hỗ trợ người dân. Theo đó, 50 cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng địa phương sơ tán hàng chục người dân, chủ yếu là người già và trẻ em, vùng trũng thấp, ngập úng tại đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam đến nơi an toàn. Được biết, khu vực phường Hòa Khánh Nam là một trong những nơi ngập sâu nhất trong đợt lũ lụt lần này sau khi hoàn thành nhiệm vụ sơ tán tổ công tác của trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ đã trở về ứng trực tại đơn vị để chủ động phương án phòng chống thiên tai sẵn sàng tiếp tục lên đường hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ nhất là tại các tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng